Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất trứng của công ty Ba Huân Long An, ông Abdul Jalil Khader, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore cho biết, nhu cầu về thực phẩm tươi sống và trứng tại Singapore là rất lớn, nên mong muốn tìm hiểu và xem xét để xúc tiến việc nhập khẩu trứng tươi và thịt từ Việt Nam. Singapore là trung tâm cầu nối thương mại của cả khu vực và thế giới. Nếu tiếp cận được thị trường này tốt thì các sản phẩm thịt trứng của Việt Nam dễ dàng hơn trong việc xuất đi các quốc gia khác. Tuy vậy, Singapore là thị trường khá khó tính. Để tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam cần nỗ lực. Singapore yêu cầu rất là nghiêm ngặt, các điều kiện tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt. Do đó đây cũng sẽ là một cái khó khăn ban đầu của các doanh nghiệp khi mà bước đầu đi xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng nó sẽ là một cái lợi thế khi đã đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường Singapore thì có nghĩa rằng trong cái hồ sơ của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái điểm cộng rất là tốt. Trong khi đó, đại diện công ty Ba Huân cho biết đã xuất khẩu và đang xúc tiến xuất khẩu trứng gà tươi, trứng gia cầm chế biến đi nhiều thị trường như Hồng Kông, Campuchia. Tuy nhiên, việc xuất khẩu đi Singapore nếu được thực hiện sẽ là bước ngoặt tích cực trong việc nâng cao năng lực sản xuất, uy tín doanh nghiệp. Nỗ lực của công ty chúng tôi làm sao làm được xuất khẩu, tại vì quả trứng vịt, trứng gà là cái con vịt, con gà là con xóa đói giảm nghèo của bà con nông dân. Cả trang trại chúng tôi cũng vậy. Nếu chúng tôi được xuất đi thì cái giá thành nó sẽ tốt, nó cao thì nó giúp được người chăn nuôi và giúp được người lao động của tất cả các công ty mà xuất khẩu được. Theo thông tin từ ngành nông nghiệp, quý 1 năm 2024, Việt Nam là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, trong khi đó thủy sản đứng thứ 5 trong số các nước xuất khẩu vào quốc gia này.